Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Trước mặt các bác là các cái mẫu bàn mixer sử dụng vào mục đích vừa và nhỏ cho các bác nhà rạp, sự kiện hay là những cái không gian như là nhà hàng. Thì con đầu tiên là con Max 16 Pro. Đây. Cũng có chế độ 2 chế độ effect. Con thứ hai là con XA-12 Pro. Con thứ ba là con XA-16 Pro. Và con thứ tư là con XA-24 Pro. Thì đây là một bốn cái thiết bị này năm nay thì bên em sẽ đưa đi để triển lãm tại số 1 Nguyễn Cảnh Dị, số 1 Đỗ Đức Dục các bác nhá. Số 1 Đỗ Đức Dục. Đang chuẩn bị để chuyển đi. Nếu mà các bác nào có nhu cầu quan tâm đến các cái sản phẩm này thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.